Hi xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot Mình là Evelyn, là một Tarot Reader Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị Thông qua những trò bài Tarot và Oracle Nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống Đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đấng bảo hộ thiêng liêng Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là Tình yêu to đùng đang đến với bạn là ai và đây những trai bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha và hôm nay mình có ba lá bài tượng trưng cho ba tụ bài đây là tụ 1 tụ 2 và tụ 3 ha rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1 hai xin chào các bạn tụ 1 Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 1 Để xem cái tình yêu to đụng đang đến với bạn là ai Và đây những trao bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở Và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha Rồi mình sẽ liên kết năng lượng các bạn tụ 1 đây mình thấy các bạn tuổi một là những người đang trong cái giai đoạn rời khỏi một cái điều gì đó không còn phù hợp nữa có thể bạn đang muốn có một cái chuyến đi du lịch hoặc là một số bạn thì có thể là bạn đang rời khỏi một cái quá khứ đau buồn trong tình cảm một số bạn dạo gần đây các bạn hay nhớ về quá khứ hay những cái nỗi buồn cũ hay nó có sự giấy lên trong các bạn và hiện tại có thể các bạn đang chuẩn bị sẵn sàng cho những cái bước tiến mới trong cuộc sống của mình À, buông bỏ quá khứ và tập trung hơn ở hiện tại tập trung hơn vào niềm vui niềm hạnh phúc tập trung hơn vào bản thân và gia đình à. mình thấy các bạn rất là yêu thương gia đình cha mẹ của các bạn và ngoài ra thì có thể các bạn cũng là một người à, sống rất là tử tế rất là giỏi giang có khả năng tháo quát đảm đang à, đảm đương nhiều việc à, trọng đại kiểu vậy và ngoài ra thì có thể bạn cũng đạt được khá là nhiều những thắng thắng lợi những thành công trong cuộc sống rồi hoặc bạn nào đang chờ đợi tin tức thắng lợi gì đó thì mình thấy đang đến với các bạn. Các bạn là những người nhân hậu, che ừ. có sự trang chứa tình yêu thương và có thể cuộc sống của các bạn đã từng uh, học được rất là nhiều bài học về tình cảm, cho nên là bạn có thể sẽ rất là giúp người khác những cái lời khuyên rất là hữu ích cho họ. Có thể một số bạn ở đây mình thấy có thể là bạn có có sự là thích nghệ thuật, thích sự sáng tạo. Ừ thích trẻ thơ và có thể các bạn cũng có cái uh, cơ hội để nhận được những cái um, sự kế thừa uh, tài sản hoặc là tài năng từ người thân uh, cha mẹ tổ tiên để lại ha kỹ vậy Rồi để mình xem coi um... người yêu uh, to đùng đang đến với bạn là ai. Người này mình thấy dường như họ cũng có rất là nhiều những cái nỗi buồn hoặc có những cái nỗi sợ hoặc có những cái điều gì đó ám ảnh trong tâm trí tinh thần của họ rất là nhiều nha. Người này mình thấy có thể họ cũng là một người sống rất là chính nghĩa, rất là rõ ràng và biết suy nghĩ, biết phân tích vấn đề là một người sống kỹ cương và trật tự và kiểu như là cái người này hơi đa nghi và nếu như ai đó đó xử không tốt hoặc là có những cái lời chỉ trích không đúng hoặc là có thể uh, phản bội họ hay gì đó thì có thể là họ sẽ dứt khoát cho rời khỏi cuộc sống của họ ngay và luôn người này mình thấy có thể họ làm việc chung với họ nhớ với cộng đồng hoặc là với nhiều người họ là một người biết nắm bắt định mệnh của mình nắm bắt cơ hội của mình và cái người này có thể họ cũng rất là khéo tay hay làm hoặc là họ bắt đầu vào những cái dự án kế hoạch gì đó thì nó họ luôn có sự gọi là biết tính toán cẩn thận cho nên là nó luôn có sự chiến thắng thành công cuộc sống người này cũng có khá nhiều những cái gian nan vất vả hoặc là có thể người này họ cũng đôi khi cũng hơi có sự nóng tính ừ. cuộc sống của họ cũng rất là nhiều những cái drama kịch tính nha người này mình thấy dường như là họ thích um, im lặng hơn họ không thích tranh cãi với người khác ừ. họ thích một cuộc sống bình yên dĩ hòa di quý hài hòa nhất có thể rồi để mình xem đối với những bạn mang năng lượng nữ xem cho bài thì người yêu to đùng của bạn À, người yêu to đụng đang đến với bạn là ai và đây những trò bài chung mê nguồn năng lượng chung của nhiều người mong là các bạn sẽ đón nhận một cách cởi mở nhất ha đây mình thấy người yêu to đùng đang đến với các bạn mình thấy cái người này họ là một người rất là mong muốn được kết hôn được xây dựng gia đình và đây là một người tràn đầy nhận lửa nhiệt tình và soi nổi, người này có vẻ hơi nóng tính á. Tuy nhiên họ có mang nguồn năng lượng trẻ trung và có thể là họ luôn có sự phấn đấu tiến về phía trước. Người này mình thấy dường như là họ là một người muốn là làm cho bằng được á. Và ngoài ra đây cũng là một người khá là tỏa sáng trong mắt người khác, có thể là họ là một người cũng à, như mình nói điển trai hoặc là thông minh, giỏi giang ha, hoặc là một người luôn có những cái sự hướng đó những cái điều tích cực, những cái điều thiện lành tốt đẹp. người này có thể họ đã từng bị uh, bị bỏ rơi trong tình yêu hoặc là họ đã từng uh, cô đơn trong tình cảm hoặc là có thể họ đã từng khó khăn trong tài chính và ngoài ra thì mình thấy dường như cái người này có một số trường hợp đã, đã từng ly dị ha đây là một người hay thức khuya à, hay có những cái uh, nỗi buồn u uất gì đó trong quá khứ của họ ừ. họ có những cái nỗi lo sợ bị bỏ rơi vân vân và người này mình thấy uh, họ là một người cũng hơi nóng tính và đôi khi những sự nóng tính của họ khiến cho họ bị cô đơn à, hoặc họ bị à, lạnh lẽo ừ. đây cũng là một người luôn hướng tới những cái điều tốt đẹp cho cộng đồng cho xã hội ừ. người này có thể là họ dáng quẻ bề ngoài của họ rất là thu hút luôn á đây mình thấy có thể là họ cũng là một người có sự phát triển mặt tinh thần họ biết suy nghĩ họ có tư duy hoặc là họ là một người có sự giác ngộ thông thái và thông tuệ và đây là một người có thể là họ cũng có cái sức khỏe khá là tốt hoặc cuộc sống của họ có sự chuyển đổi mạnh mẽ người này mình thấy có thể là có số trường hợp làn da hơi rám nắng và có tập gym cho nên nhìn rất là bự con nhìn rất là đô và lực sĩ ha hoặc là có cơ bắp Người này họ có một cái sức mạnh bên trong rất là mạnh mẽ. Ừ. Ngoài ra ở đây mình thấy có thể là họ còn là một người hay cầu nguyện cho những người thân quen, người thân yêu trên thiên đường. Hoặc là họ được ơn trên hỗ trợ giúp đỡ cho họ rất là nhiều. Rồi ngoài ra đây là người họ ưa công bằng công lý ha. Họ là một người sống khá là chính trực hoặc là sống một cách gọi là cân bằng à, bình đẳng. ở đây thì mình thấy có thể là cái đối tượng này họ luôn muốn có một sự bình đẳng trong cuộc sống của mình hoặc họ làm việc gì cũng có trách nhiệm hoặc là họ làm những công việc mà mang tính chất gọi là à, họ làm hợp đồng với tờ hồ sơ gì đó vân vân người này mình thấy họ có khuynh hướng yêu bạn từ cái nhìn đầu tiên đó và họ có sự ngưỡng mộ các bạn rất là nhiều ở đây mình thấy có thể là cái người này là một người họ luôn cố gắng đấu tranh ừ. đấu tranh cho lẽ phải hoặc đấu tranh cho điều mình muốn cái người này thì mình thấy có thể là họ rất là muốn um, cái tình yêu này nó có sự đơm hoa kết trái um, và muốn có sự đầu tư lâu dài và có thể họ có rất là nhiều sự lựa chọn hoặc họ nghĩ bạn là người có nhiều sự lựa chọn đó và ở đây mình thấy dường như cái người này họ hơi nhạy cảm ha Ở đây mình thấy có thể họ cũng rất là nỗ lực trong mối quan hệ này Cân bằng giữa công việc và tình yêu Để Có thể họ cảm thấy phấn chấn hơn khi gặp các bạn Họ cảm thấy tích cực hơn ha Họ cảm thấy giống như là những gì họ cố gắng trong cuộc sống họ cũng được bờ họ cũng được gọi là đền đáp xứng đáng có kết quả xứng đáng Họ rất là thích cái vóc dáng của các bạn. À, cái vẻ đẹp ha tao nhã, thuần khiết, sang trọng. Thấy người này họ yêu bạn rất là nhiều. Tuy nhiên cái tình yêu này nếu mà không có sự kiểm soát lại ăn tiếng nói hoặc là không có sự rõ ràng ngay từ đầu á thì rất là dễ cho nên mù mờ hoặc là hiểu lầm ha hoặc là nghi ngờ nhau. Thì rất là dễ gây đau đớn tổn thương cho nhau ừ. mình Thấy là như vậy Cho nên có một cái sự kỹ càng kỹ lưỡng ngay từ đầu Thì sẽ tốt hơn à, Có sự thật tình, chân thành, chân thật Thì sẽ tốt hơn cho hai người Rồi để mình xem coi tình yêu to đùng Mà đang đến với ông Nam xin cho bài là ai Đây là một người họ sống uh, tràn đầy cảm xúc có thể cuộc sống họ khó là cô họ cô họ khá là đủ đầy dư giả thoải mái về mặt về mặt vật chất tiền tài à, ở đây mình thấy có thể là họ là một người sống cũng rất là lãng mạn nha à, đây là một người luôn ước ao hy vọng là sẽ có tình yêu tốt đẹp rồi tiến đến hôn nhân ha người này họ luôn nghĩ đến tương lai và đây là một người họ có sự trung thủy họ có sự thật lòng và họ có tính đa nghi cũng cao họ có sự bảo vệ chính kiến bảo vệ lập trường bảo vệ suy nghĩ của mình cũng như bảo vệ tất cả những gì là của mình cái vậy họ không có dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai hết hoặc là không có dễ dàng để cho người khác có thể thao túng hoặc gây tổn thương cho họ ừ. người này họ có khả năng cũng được rất là nhiều người, người yêu quý yêu mến ngưỡng mộ ha. và ngoài ra có thể họ rất là thu hút ở đây một số bạn dường như các bạn đã có người yêu rồi thì vẫn tiếp tục là người đó nha có một số bạn đang yêu rồi đó. Người này họ dùng tâm để họ suy nghĩ chứ họ không có dùng đôi mắt mà họ sẽ dùng cái uh, con tim, dùng cái trực giác à, và có khả năng hơn cũng giỏi trong việc phán đoán nào đó. Đây là một người họ rất là yêu vẻ đẹp của mình, họ có sự tôn trọng và họ có sự là tin tưởng vào bản thân cũng như yêu chính bản thân mình nha. Yeah người này rất là cuốn hút quyến rũ gợi cảm và có mái tóc dài rất là đẹp thậm chí thể là cái người này họ có um, cái sự sâu sắc sắc sảo người này là một người hay nói lên sự thật và họ cũng là một người không có thích người khác dối trá đâu họ không có thích những cái người không có không có nghiêm túc đây là một người họ có sự tôn vinh cái cảm xúc của mình tôn vinh cái sự nhạy cảm của mình người này khá là trực giác khá là nhạy cảm luôn khá là nghi ngờ như mình nói Họ là một người biết gọi là xác định mục tiêu và họ có niềm tin để đạt được cái mục tiêu của họ. Ừ. Như mình nói người này họ rất là tin vào trực giác của họ, nó rất là nhạy bén. Ừ. đây mình thấy có thể lúc đầu tiên có thể hai người hơi có sự khắc khẩu hoặc là chưa có hiểu nhau nhưng mà sau đó thì mình thấy có thể là cái người này họ cũng có sự đầu tư thời gian với bạn bởi vì có thể họ cũng cảm thấy bạn cũng là một người khá là tốt hoặc cũng là một người biết lên kế hoạch ha cũng là một người theo đuổi họ hay sau đó mà mình thấy họ cảm thấy cái mối quan hệ này cũng có nên dành thời gian để đầu tư và họ yêu các bạn ừ, họ trân trọng tình yêu của bạn dành cho họ và họ muốn có một sự cân bằng giữa sự cho đi và nhận lại trong cái mối quan hệ này Và họ luôn có sự trong ngóng chờ đợi các bạn nha. Để bạn có những cái hành động như là có thể là yêu xa Thì họ muốn bạn hành động nhiều hơn, đi du lịch hoặc là bạn thực hiện lời hứa Bạn trao cho họ thế nào thì họ sẽ trao lại như vậy Họ không có thích mất cái sự cân bằng trong mối quan hệ này Bởi vì có thể họ đã từng tổn thương, đau đớn, nhất nhói, họ đã từng trải nghiệm rồi cho nên là lúc đầu có thể là hai bạn thiếu sự cân bằng gì đó cho nên người này họ với bạn có những cái sự đấu tranh với nhau nhưng mà sau đó nếu như các bạn có sự làm rõ thì có thể cái người này họ sẽ yêu bạn rất đậm sâu và yêu nghiêm túc ừ. nhưng mà cái người này họ muốn có sự công bằng bình đẳng trong mối quan hệ nha yeah. Ở đây có một số bạn các bạn uh, chưa có người có bạn đã có người yêu rồi hoặc là các bạn đang trong cái giai đoạn mâu thuẫn tranh cãi gì đó với người yêu thì có thể là các bạn chưa có ai đến tại vì có thể là bạn chưa có mở lòng hoặc là bạn chưa muốn ha, bạn còn mệt mỏi bạn còn muốn cho bản thân mình không gian riêng để tập trung và phát triển cái mối quan hệ này mình thấy uh, uh, cái tình yêu này dường như đến để dạy cho các bạn cái bài học của sự cân bằng như sự cho đi và nhận lại đó Và ngoài ra có thể cái mối quan hệ này các bạn có sự hiểu lầm Hoặc là không có sự đa nghi hoặc là có sự gọi là hai mặt với nhau Không có làm rõ ràng với nhau, không có tin nhau Yêu thì có yêu nhưng mà lại có những cái sự gì đó nghi ngờ Hoặc là có những cái lời nói gây tổn thương nhau Thì mình thấy có thể um, lúc đầu thì rất là muốn gọi là cùng nhau hoa tiếng về phía trước Nhưng mà sau đó mỗi người mỗi suy nghĩ, mỗi người mỗi hướng đi À, chính cái sự nghi ngờ, sự lo lắng, sự bất an cũng như sự không rõ ràng nó khiến cho cái tình yêu của các bạn nó không có phát triển, Nói ra như vậy. cho nên yêu rất là nhiều nhưng mà lại không thể hiện ha hoặc là hơi có sự mập mờ thì rất là khó để có thể níu giữ cái tình cảm này ha. ở đây trong mối quan hệ này các bạn cần phải biết yêu thương bản thân mình trước rồi bạn mới biết yêu thương người khác nha và trong mối quan hệ này có thể là các bạn được khuyến khích là cần phải cân bằng chứ đừng quá hy sinh ừ. cân bằng ví dụ như họ có sự đóng góp với bạn ra thế nào thì bạn cũng có sự đóng góp như vậy để hai bên có sự cân bằng và biết yêu thương trân trọng nhau cũng như biết yêu thương chính mình trân trọng chính mình thì mới có thể thu hút sự lãng mạn được và ngoài ra thì có thể hai bạn có những cái sự hơi khác nhau về một cái điều gì đó có thể người này họ có thể là hơi khác với bạn về cái mong đợi của các bạn chẳng hạn có thể hai bạn khác đạo hoặc là khác um, quốc tịch yeah. hoặc là một người đi theo con đường tinh thần một người đi theo con đường vật chất yeah. và ở đây thì bạn được khuyến khích hãy luôn lạc quan với cái đời sống tình cảm hãy có luôn có suy nghĩ tích cực và có niềm tin thì mẹ sẽ mang đến cho bạn lãng mạn còn trong mối quan hệ này các bạn không có sự lạc quan bạn lo lắng nghĩ ngợi quá nhiều bạn phân vân bạn chần chừ bạn bị ảnh hưởng bởi quá khứ quá nhiều á thì có thể cái tình yêu này nó sẽ không có thể trọn vẹn được nha mọi thứ là do các bạn vận hành à. và ở đây mình thấy có thể là các bạn nữ cần phải yêu thương bản thân mình chăm sóc bản thân của mình thật là tốt để bạn có thể thu hút được cái tình yêu lãng mạn đến với các bạn đừng chạy đuổi theo đối phương mà hãy À, có một sự tập trung vào cuộc sống của chính mình và cho đi một cách cân bằng nhất có thể. Rồi à, đây mình xem trang cho các bạn ha. Một cái mối quan hệ nó muốn có một sự gắn kết hài hòa với nhau thì phải có những cái sự hy vọng, sự tin tưởng, sự yêu thương và có những cái sự gọi là kỳ vọng ha. Còn nếu thiếu trong những cái điều này có thể cái tình yêu này nó khó có thể bền chắc á ở đây mình thấy có thể là các bạn cũng uh, có sự in đậm cái dấu ấn trong lòng cái người này rất là nhiều và có thể tình yêu này sẽ có một cái sự uh, chuyển hóa gì đó ha? hoặc là giúp cho các bạn chuyển hóa với các bạn trưởng thành hơn uh, và ngoài ra có thể hai người có một cái sự thích ngắm cảnh hoặc là có thể có sự theo dõi quan sát nhau khá là nhiều và có thể một trong hai bạn hoặc là các bạn nữ ở đây bạn rất là thích uh, làm đẹp ừ, làm móng tay, móng chân rồi đó làm neo <laughs> và ngoài ra thì có thể hai người đều rất là muốn trở thành người yêu của nhau một trong hai bạn có thể là biết thiết kế hoặc là may vá hoặc là hát rất là hay à, bên cạnh đó thì mình thấy có thể là bạn cũng rất là yêu thương trẻ thơ hoặc là hai người khi yêu nhau cũng có sự dự tính đến cái câu chuyện có con vân vân và có thể hai người có hai khoảng cách với nhau và ngoài ra có thể hai bạn cần phải có một cái chuyến bay mới có thể gặp được nhau hoặc là có thể một người ở uh, đi công tác bằng máy bay rất là nhiều và có thể cái tình yêu này cũng do định mệnh sắp đặt ha để bạn có thể uh, hiểu bản thân yêu bản thân nhiều hơn hoặc là biết cân bằng giữa tình yêu hơn vân vân và có thể hai người cảm thấy rất là ấm áp khi mà gặp được nhau á một số bạn ở đây có thể bạn rất là thích đeo vòng chuỗi ha ừ, đây là bạn nữ Ờ, để mình xem uh, cung hoàng đạo nói bật cho các bạn hay là của bạn của người đó Cung hoàng đạo nói bật cho các bạn hay là của bạn của người đó Kim Ngưu nè Thiên Bình Bảo Bình ừ, Sông Ngư Sông Tử Bò Cạp Rồi chữ cái trong tên Chữ M Chữ H chữ k chữ z chữ g chữ e chữ b phở chữ w cho mình xin kết thúc các bạn tụ 1 ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha, xin chào các bạn. Hai xin chào các bạn tụ 2, bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 2 để xem coi tình yêu to đùng đang đến với bạn là ai và đây những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha rồi mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ 2 các bạn tụ 2 là những người đang rất là miệt mài làm việc chăm chỉ cần mẫn siêng năng và có thể một số bạn các bạn cũng có một cái điều gì đó khá là buồn ha có thể là trong công việc thì rất là tốt nhưng mà trong tình cảm có vẻ nó hơi bơ vơ lạc lỏng cảm thấy thiếu thốn cảm xúc có khả năng bạn cũng được rất là nhiều người săn đón nhưng mà có thể bạn chưa tìm được một cái người chân ái thật sự các bạn rất là mong muốn được kết hôn được xây dựng gia đình như bao người và ngoài ra thì có thể các bạn cũng là một người rất là quan tâm gia đình các bạn có thể là rất là mong muốn có được cái sự tự do cho chính mình trong thời điểm này có thể bạn đang cảm thấy khá là mệt mỏi với những cái suy nghĩ bất an lo lắng gì đó ừ. một số bạn đang có sự gọi là bị um, ở ngã ba đường hoặc là đang cảm thấy phân dân về con đường phía trước không biết mình có tình yêu hay không hay là mình uh, sẽ độc thân như vậy kiểu vậy ừ. ngoài ra các bạn cũng có một cái sự ở tư thế phòng thủ phòng vệ rất là cao độ trong thời điểm này không có dễ dàng để cho ai có thể tiếp cận hoặc là gây tổn thương cho các bạn được á kiểu vậy ha hiện tại mình thấy dường như các bạn um, không còn quá thích thú hoặc là quan tâm nhiều đến tình yêu mà bạn sẽ quan tâm hơn vào việc gọi là à, tập trung vào công việc sự nghiệp ừ. cái sự nâng cao tay nghề kỹ năng của mình trong công việc mình thấy có khả năng là các bạn làm việc chung với đội nhóm hoặc là có thể à, các bạn rất là được nhiều người ngưỡng mộ công nhận những cái đóng góp của các bạn ừ. những cái thành tích của các bạn ha. Tình yêu to đồn đang đến với bạn, mình thấy dường như đây là một người họ có trực giác cực kỳ cao, họ thông minh và họ có khả năng thích đọc sách, thích nghiên cứu, thích tìm tòi phát triển bản thân. Họ có thể là một người cũng thích bạn bè hoặc là cũng có tham gia một cái đoàn hội gì đó. Ngoài ra người này mình thấy có thể là họ cũng rất là lý trí và quyết đoán, rất là dứt khoát và có sự mạnh mẽ. Và có khả năng phân tích mọi thứ một cách rõ ràng. À, người này dường như họ đã từng à, trải qua những bế tắc, những tổn thương, những mất mát, à, những cái à, sự à, thay đổi bất ngờ và có thể người này họ có sự chú trọng hơn về sức khỏe. Ừ. người này có thể họ biết yêu quý bản thân của mình, họ có khả năng chăm sóc tốt cho mọi người và họ cũng rất là yêu thuốc cưng. họ có sự là dù cho cuộc sống họ có những cái giai đoạn thăng trầm nhưng mà họ vẫn cố gắng à, mạnh mẽ à, để có thể vượt qua. Ừ. Người này mình thấy dường như tình yêu thương bản thân rất là cao ha Rồi để mình xem coi đối với những bạn mang năng lượng nữ xem tra bài thì tình yêu to đùng đang đến với bạn là ai Thì các bạn nữ xem tra bài các bạn có cùng nguồn năng lượng với đối tượng của các bạn mang năng lượng nam xem tra bài Các bạn có thể xem tham khảo qua lại các bạn nam cũng vậy tình yêu to đùng của các bạn mang năng lượng nữ xem tra bài thì có thể đây là một người hay thức khuya là một người biết tính toán cho tương lai một người có sự cân bằng và biết suy nghĩ ừ. ngoài ra có thể họ cũng là một người rất là yêu thích tiền bạc ha họ luôn gọi là nghĩ làm thế nào để có thể giàu hơn để thành công hơn có tài chính vững chắc hơn và họ cũng là một người được bao nhiêu người mơ ước hoặc là họ là một người hay có những ước mơ cầu nguyện ha vân vân hoặc họ cũng có thể cũng khá là nổi tiếng Đối tượng này mình thấy dường như họ cũng có rất là nhiều cơ hội về tài chính hoặc có nhiều nguồn thu nhập Ngoài ra thì có thể người này họ cũng khá là hài hước dí dỏm ha Cũng là một người khá là vui tính đó. Người này rất là siêng năng Và họ biết đối mặt với vấn đề của mình Ở đây mình thấy dường như có một số bạn thì bạn đang yêu ai đó thì vẫn là cái người đó ha? Hoặc là một cái người nào đó mà um, Có khoảng 60% là một cái người cũ tìm về với các bạn Ừ. hoặc là từ tình bạn đi lên tình yêu à, có người mới lẫn người cũ nữa đó mình thấy là như vậy và cái người bạn chọn lựa hay không bạn chọn ai là quyền của các bạn bởi vì mình thấy các bạn có sự lo lắng hoặc là phân vân giữa những quyết định được chọn như mình nói hoặc là cái người này họ rất là yêu quý trẻ thơ họ rất là thích giúp đỡ người khác đặc biệt là trẻ em ừ. người này rất là yêu hoa lá cây cành à, họ biết chăm sóc tốt mọi thứ và họ có khả năng cũng là một đứa con rất là ngoan à, rất là hiếu thảo ừ. và họ có khả năng cũng là một người được ân trên uh, hoặc là được uh, tổ tiên uh, được kế thừa những cái phẩm giá tốt đẹp của tổ tiên hoặc là có thể cũng có được thừa kế gì đó. À. Ở đây mình thấy người này họ thích đi biển, họ thích dành thời gian để hít thở đều đặn. Ừ. Và họ tin vào trực giác của mình, à, trực giác của họ khá là mạnh mẽ luôn người này mình thấy họ thích niềm vui họ không thích uh, nỗi buồn à, họ thích uh, trải nghiệm cuộc sống đi theo với uh, niềm vui cho chính mình lựa chọn đây là một người họ có sự biết ơn với những cái phước lành mà vũ trụ mang đến Rồi ngoài ra đây là một người họ có khả năng tha thứ cho người khác người này không có giận người khác quá lâu họ luôn có sự sẵn sàng tha thứ bao dung yêu thương à. đây mình thấy có thể là cái người này họ họ có sự thầm thương trọng nhớ các bạn ha họ có sự ngưỡng mộ và các bạn rất là nhiều về tài năng sự độc lập sự giỏi giang họ yêu các bạn và họ có thể là rất là muốn cưới các bạn họ cảm thấy bạn là một cái mẫu người rất là đáng để có thể đầu tư về gia đình đó họ yêu các bạn họ có sự ngọt ngào với các bạn họ có sự gọi là đồng tâm hiệp lực hoặc là có sự cùng chung suy nghĩ với các bạn Ở đây có một số bạn thì mình thấy cẩn thận khoảng 3% ở đây có những người họ đã có gia đình rồi á Cho nên và họ không có đạt được cái sự thỏa mãn với người vợ của họ đó Cho nên là các bạn hết sức cẩn thận gặp phải những cái người không phù hợp ha, đã có gia đình nha Người này họ còn ngoài ra thì cái đối tượng ở đây họ hay mơ về các bạn á Và có thể họ À, có thể người này họ cũng có sự ngưỡng mộ các bạn là những người tài năng tự mình à, tạo nên một cuộc sống tốt, dưỡng chắc. Ngoài ra là cái đối tượng cũ thì họ cảm thấy rất là lạnh lẽo cô đơn trống trải khi mà thiếu vắng các bạn. Người này họ hay nghĩ đến các bạn rất là nhiều. Có thể là họ luôn hướng về các bạn ha. Có thể cái người này họ rất là à, mong muốn được hẹn hò ha, gần gũi và tâm đầu ý hợp với bạn một lần nữa, kiểu vậy. Và đối với họ bạn là người vợ Có ừ. một số bạn các bạn nghĩ đến Một cái đối tượng cũ nào đó đã có gia đình Đã có vợ rồi, không phải nha ừ. Cho nên là có khoảng 60% là người cũ nào đó Người cũ mà có thể các bạn đã có những hiểu lầm Xích mích gì đó thôi Là ừ. có những cái sự tổn thương gì đó rồi để mình xem coi đối với những bạn uh, nam xem trai bài thì um, tình yêu to đùng đang đến với bạn là ai người này mình thấy họ là một người đã trải qua rất là nhiều những biến cố trong cuộc sống họ thích kiếm tiền họ nỗ lực hết sức mình cho tương lai và đây là một người họ đã trải qua cái giai đoạn gọi là thức tỉnh đổi mới bản thân biết nhìn nhận những cái điều không đúng của bản thân để thay đổi tốt hơn họ rất là um, thực tế ha họ rất là À, có một cái sự minh mẫn sáng suốt ừ. họ có sự gọi là biết nhìn thấu vấn đề và có thể đề ra những chiến lược rõ ràng họ không có thích dòng do tâm quốc họ thích đi thẳng vào vấn đề người này thì à, mình thấy có thể là họ cũng rất là ngưỡng mộ những người mà biết làm ra tiền những cái người mà gọi là có công ăn việc làm ổn định đó ừ. thường tiêu chuẩn của họ là chọn những cái người mà có cuộc, cuộc sống sự nghiệp tốt rồi vững vàng rồi và người này á mình thấy có thể là họ với bạn uh, đang trên một cái hành trình mới hoặc họ đang trên một cái hành trình mới trong cuộc sống của họ thì họ gặp được bạn người này khá là thuần khiết và ngây thơ à, có đôi nét gì đó khá là ngây thơ mặc dù có thể trong thương trường trong công việc họ rất là lão luyện nhưng mà trong cuộc sống của họ nhìn họ rất là trẻ hơn tuổi hoặc là khá là có vẻ gì đó nó ngây thơ người này có thể họ đã từng trải qua hai mối tình đây là một người lý trí mạnh mẽ, à, quyết đoán dứt khoát. Ừ. họ mang trong mình cái nguồn năng lượng nam tính khá là mạnh đó. hoặc là ở đây mình thấy có thể là người này trong tình yêu là họ luôn có sự cân bằng giữa sự cho đi nhận lại. họ không có thích để bản thân của mình bị à, tổn thương, bị thiệt thòi ha kiểu vậy. Ừ. cái gì cũng phải có sự sòng phẳng thì nó sẽ tốt hơn. Đó. hoặc họ rất là thích làm ăn kinh doanh mua bán rồi đó. người này cũng rất là thích ngắm cảnh đẹp ha đây là một người họ cũng biết gọi là tính toán biết hướng cái đường hướng tương lai cho chính mình à, biết nhìn xa trong rộng ở đây có một số bạn nam tùy theo các bạn có thể một vài bạn các bạn chưa nghĩ đến tình yêu thì có thể bạn vẫn còn độc thân còn bạn nào muốn có tình yêu thì có thể có một cái người nào đó ừ. có thể trong lòng người này họ suy nghĩ về bạn khá là nhiều người này là một người họ yêu cái sự công bằng chính trực ngay thẳng họ là một người biết nói ra sự thật họ là một người sống rất là chân chính không có thích bợ đỡ và không có thích nịnh nọt bất kỳ ai hết không có thích mưu mô dối trá ai hết cuộc sống người này có sự chuyển đổi mạnh mẽ và cái người này nhìn mặt của họ có vẻ là hơi nghiêm túc hoặc hơi khó gần ha nhưng mà có gì đó rất là, sex, rất là sắc sảo và rất là có nét cuốn hút quyến rũ và người này họ họ rất là à, tín ngưỡng ha. họ thay cầu nguyện với mẹ Maria có thể là họ đạo Công giáo hoặc đây là một người có một cái tình yêu thuần khiết họ luôn cho tình yêu vô điều kiện ừ. hoặc đôi khi cái người này họ có sự trong trẻo thuần khiết giống như một trinh nữ người này mình thấy họ là một người có thể bao quanh họ cũng có rất là nhiều bạn bè hoặc bạn bè của họ là thiên thần hoặc họ đây là một người rất là đáng tín nhiệm đáng tin cậy nha ừ người này họ có sự thay đổi và chuyển đổi trong bản thân trong cuộc sống của mình khá là nhiều đó cuộc sống người này cũng không có dễ dàng luôn có sự gọi là thay đổi liên tục để họ trưởng thành hơn để nhận ra nhận biết mọi thứ một cách rõ ràng sáng suốt người này họ yêu các bạn thật lòng yêu chân thành ha yêu mãnh liệt đây mình thấy họ cũng là một người khá là lý trí trong cái tình yêu này có một số bạn là một cái đối tượng mới nào đó người này trẻ tuổi hơn các bạn và họ có sự hơi bị đa nghi họ luôn muốn làm rõ ràng mọi thứ trước khi yêu và khi đã làm rõ ràng mọi thứ thì họ mới tin tưởng cái tình yêu đó và họ yêu có mình bạn thôi họ không yêu ai á và người này là một người họ xem bạn giống như là một cái đình mệnh của họ và ngoài ra ở đây mình thấy trong tình yêu này mà thiếu sự rõ ràng không cho họ cái sự rõ ràng như họ muốn hay như là họ cần cái gì đó để họ có thể khai phá thông tin để họ có thể dưỡng tâm để yêu á. mà bạn không đáp ứng được có thể người này họ với bạn có thể là sẽ có những sự canh, tranh cãi cự cãi gì đó ở đây Hoặc ừ. là trong cái mối quan hệ này có thể hai bạn có những cái uh, xích mích gì đó ừ. hơi bị khắc khẩu đây mình thấy dù vậy nhưng mà họ luôn bị ám ảnh bởi các bạn á, ám ảnh trong cái tình yêu này. đây mình thấy có thể một số bạn nếu là người cũ thì có thể năng là phải có một cái sự nói chuyện làm rõ với nhau thì mới có thể cứu vãn được. Ừ. Hai người dường như có những cái sự hiểu lầm khá là nhiều. Và phải uh, có một sự uh, xu theo dòng, mối quan hệ này có thể trở nên xu theo dòng chứ đừng kiểm soát quá nhiều thì rất là tổn hại ha. bạn là cái người họ hay nghĩ đến nhưng mà họ rất là bận rộn trong công việc cho nên tình yêu này họ cũng cố gắng để có thể thỏa mãn được cả hai bên nhưng mà cái mối quan hệ này khiến cho người này họ có những cái sự bất an họ suy nghĩ khá là nhiều hoặc là họ cũng lo sợ gì đó ừ. họ cũng cảm thấy hơi mù mờ không biết tương lai mối quan hệ này nó sẽ tiến triển như thế nào người này họ càng yêu thì họ lại càng sợ họ hoặc họ lại càng lo lắng bất an gì đó vì các bạn Ở đây trong mối quan hệ này cái người mang năng lượng nam phải là cái người chủ động ha Và đồng thời ở đây mình thấy mối quan hệ này cả hai người đều có nhiều sự lựa chọn Và đồng thời có thể các bạn nữ là chỗ dựa tinh thần cho cái người nam này Và ngoài ra thì mình thấy có thể là các bạn nữ sẽ có khá nhiều sự lựa chọn Cho nên là ai là người chủ động, ai là người đem đến tình yêu trang hòa ấm áp lãng mạn Thì người đó sẽ kết nối được với bạn nữ này Mình thấy là như vậy Mối quan hệ này là người nam cần chủ động Nếu như các bạn có sự muốn quay trở về thì các bạn nam nên chủ động Bạn nữ này mình thấy dường như bạn luôn có cho cơ hội, luôn có sự thông cảm á còn nếu trong mối quan hệ này mà thiếu sự chủ động từ cái người mang năng lượng nam thì có thể sẽ có những bạn bước tiếp và chọn cho mình một cái người phù hợp nhất Mối quan hệ này mình thấy nó tốt đẹp hay không là do cái người mang năng lượng nam nha Các bạn càng phải rõ ràng, hành động chủ động ha Người yêu cần gì các bạn nên cho họ thấy rõ cái điều đó để họ có sự an toàn thì chắc chắn tình yêu sẽ phát triển Còn các bạn không có đầu tư, các bạn có sự nói không làm, các bạn có sự phớt lờ những mong muốn của đối phương thì cái tình yêu này sẽ khó có thể kết nối lâu dài Nói là như vậy Tùy theo cái cách hành xử các bạn Mặc dù đây là một cái tình yêu mà hai bạn rất là đậm đà Mạnh mẽ, mãnh liệt với nhau và chuyện tình ái đó. Một số bạn ở đây mình thấy có thể năng là Cái mối quan hệ này các bạn cũng nên chú trọng vào công việc, cân bằng giữa công việc và cuộc sống Các bạn lo chạy đuổi, thật kiểm soát tình yêu, người yêu sẽ rất là mệt mỏi và Khiến cho mối quan hệ của bạn nó cũng không có không có trở nên gọi là yên tĩnh Let your help you Có thể một số bạn còn có lời khuyên từ bạn bè ha Hoặc là những người có kinh nghiệm đi trước để hỗ trợ các bạn nữ ở đây mình thấy các bạn cần phải tập trung vào bản thân yêu thương bản thân của mình để thu hút được một cái tình yêu lãng mạn trọn vẹn đối với các bạn thấy có khoảng 7 trăm một số bạn nữ ở đây mình thấy chọn không đúng người cho nên cứ gọi là phải chọn đi chọn lại có khả năng là có rất là nhiều người tới luôn Retreat trí tình yêu này mình thấy có thể là một số bạn các bạn là những người đã ngắt kết nối với nhau hoặc là hai người còn có những không gian riêng cho nhau ừ ai người rất là thích muốn đi du lịch khám phá mọi thứ một mình đi chung với nhau và có một số bạn đây là cái tình yêu khá là an toàn để mở rộng trái tim của mình để cho và nhận cái năng lượng cao nhất của tình yêu một số bạn không cảm thấy an toàn thì rất là dễ toan nha và các bạn có sự kêu gọi nhau đến với cuộc sống của nhau á các bạn là những sâu mây là những người có rất là nhiều những cảm xúc đậm đà mãnh liệt về tình ái tình cảm với nhau á Cung hoàng đạo nói bật cho các bạn, không oh, phải à, để xem cham cho các bạn. Ở đây thì mình thấy có thể một số bạn là thức khuya hoặc là có một cái đèn ngủ khá là đẹp. Một số bạn ở đây đã bị, đã đau đớn tổn thương trong tình cảm khá là nhiều, bị ừ. chai sạn cái tim luôn. Một số bạn ở đây khá là nổi tiếng, được nhiều người quan tâm và ủng hộ. Một vài bạn có thể là các bạn ở xa, các bạn ở nước ngoài, là bạn hay đi công tác nước ngoài bằng máy bay vân vân hoặc còn có một cái chuyến bay ở đây và có thể một vài bạn các bạn rất là thích đặc biệt các bạn nữ có thể thích sử dụng túi sách hoặc là có thể là bạn cũng hay mua túi sách được và trong mối quan hệ này thì có thể là các bạn cần phải làm rõ ngay lúc đầu để tránh hiểu lầm nha về câu chuyện người thứ ba Thế hay là các bạn cũng có những cái sự kết nối tâm linh tâm kiểu như là tâm linh tương thông và ngoài ra có thể một vài bạn ở đây các bạn là những người cũng rất là thích gọi điện cho nhau Hoặc là các bạn làm trong lĩnh vực liên quan đến uh, chăm sóc khách hàng, dịch vụ hoặc là buôn bán điện thoại Số bạn thì có thể là bạn cũng rất là thích gấu ha Các bạn rất là thích uh, bé trai Hoặc là có thể bạn nam nhìn trẻ, rất là trẻ Ngoài ra thì có thể ở đây mình thấy các bạn cũng rất là thích những cái uh, đồ vật uh, Điêu khắc uh, kỹ xảo, tỉ mỉ các bạn có tình yêu nè một số bạn các bạn xem nhau là cái chỗ, chỗ bến đậu an toàn ha chỗ neo đậu an toàn của nhau có thể một trong hai bạn sống ở một nơi nào đó khá là nực khá là nóng ừ. hoặc là có một vài bạn thấy thích, bạn thích đeo cham ừ. rất là thích những cái vật dụng mà điêu khắc kỹ xảo rồi sắc nét rồi đó rồi để mình xem cung hoàng đạo nó bật cho các bạn hay là của của người đó Bạch Dương. Ở đây mình thấy có thể là các bạn nữ rất là đẹp ha. Đẹp như hoa hậu. <laughs> Bò cạp, có thể đẹp trong mắt của cái người mang năng lượng nam á, người giải. Trong ngư. Nhân mã. Kim ngưu Rồi chữ cái trong tên. Chữ khuya. Chữ ca chữ o chữ y ngắn chữ v chữ e chữ h chữ b chữ z chữ y và chữ l rồi mình xin kết thúc các bạn tụ hai ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha xin chào các bạn hai xin chào các bạn tụ 3. bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 3 để xem coi À, tình yêu to đụng đang đến với bạn là ai và đây những trao bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chi nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha rồi mình sẽ liên kết năng lượng bạn, tù ba. các bạn tụ 3 các bạn tụ ba là những người sống rất là lý trí ha là những người khôn ngoan thông minh tỉnh táo sáng suốt và không có dễ gì để cho hoàn cảnh có thể ảnh hưởng đến tinh thần của các bạn một số bạn ở đây thì mình thấy có thể là bạn là một người rất là yêu thương gia đình cha mẹ, à, các bạn rất là mong muốn tiến đến hôn nhân với cái người bạn yêu, à, nhưng mà bạn cũng là một người rất là thông minh luôn có sự lựa chọn đúng đắn cho chính mình, các bạn biết mình muốn gì cần gì ha. ngoài ra thì hiện tại có thể là bạn đang học hỏi những cái điều mới, hoặc là bạn đang um, có một sự gọi là tham gia những khóa học đào tạo hoặc đang bước vào một cái vị trí mới gì đó trong sự nghiệp của các bạn. Thấy một số bạn ở đây mình thấy dường như các bạn có sự hướng thiện tu tập hơn ha, các bạn sống thiện lành hơn, các bạn không có thích giao tranh, không có thích đấu đá với người khác, bạn luôn có sự gọi là sẵn sàng, nhường nhịn hoặc là tha thứ bản thân, tha thứ người khác. Ừ. Các bạn là những người có thể là đã từng rời khỏi những cái mối quan hệ đau thương gì đó, nhưng mà bạn cũng đã nhìn ra được những bài học từ những mối quan hệ đó đem lại. Hiện tại các bạn chỉ muốn ở một mình thôi, nói chung là các bạn cảm thấy bình yên với chính mình. Ừm và các bạn không hề cô đơn cô độc các bạn luôn có ơn trên hỗ trợ hoặc là nghe những lời cầu nguyện của các bạn hướng dẫn các bạn ha, đi đúng đường trong thời điểm này rồi để mình xem cái tình yêu đo to đùng đang đến với bạn là ai cái người này mình thấy có thể là họ là một người cũng rất là thích làm từ thiện thích chia sẻ cho đi và luôn hỗ trợ giúp đỡ người khác họ cảm thấy vui khi được giúp đỡ mọi người á người này họ sống lý trí ha họ biết phân tích họ khôn ngoan và họ cũng có một cái tính đa nghi khá là cao đối tượng này cũng có một cái địa vị một cái chỗ đứng vững chắc gì đó trong sự nghiệp và họ là một người biết nhìn xa trông rộng biết tính toán cho tương lai ừ. cái đối tượng này thì có thể là họ ở xa các bạn hoặc là có những cái sự gọi là hay đi công tác nhiều người này thì nói chung họ mang trong mình một cái trái tim yêu thương nhẹ nhàng lãng mạn à, chân thành mà biết đối xử tốt với người khác đây là một người họ rất là yêu thương gia đình và cha mẹ đó À, đặc biệt có thể họ cũng rất là mong muốn có con có cái, muốn sinh con, muốn uh, uh, xây dựng tương lai mái ấm. Ở đây mình thấy có khoảng 3% phần trăm ở đây một số bạn các bạn hết sức cẩn thận, đặc biệt các bạn nữ nha, phải tránh gặp phải những cái người đã có gia đình rồi, ừ, những cái người tham lam tham vọng gì đó, cho nên là hết sức bình tĩnh và cẩn trọng, sáng suốt. Rồi để mình xem coi đối với những bạn mang năng lượng nữ xem trại bài thì. À, tình yêu to đùng đang đến với các bạn là ai thì các bạn nữ xem trả bài các bạn có cùng nguồn năng lượng với đối tượng của các bạn mang năng lượng nam xem trả bài các bạn có thể xem tham khảo qua lại các bạn nam cũng vậy ha đây mình thấy tình yêu to đùng của bạn cái đối tượng này họ là một người chú trọng về vật chất tiền tài ở đây thì mình thấy tùy theo các bạn nữ nha có một số bạn nữ ở đây bạn không muốn yêu nữa ha. kiểu như bạn giờ muốn tập trung vào công việc cho nên là có thể các bạn muốn có tình yêu hay không là do các bạn chọn lựa Hoặc thậm chí một số bạn các bạn sẽ chọn yêu bản thân của mình Đem cái tình yêu to đùng đó cho chính mình ừ. Ngoài ra thì cái đối tượng của các bạn có thể năng là Ngoài cái trường hợp hồi nãy thì có thể là một người mang năng lượng nam Họ làm việc cũng rất là cực lực, nhiệt tình Họ cũng là một người sáng suốt và cũng là một người có thể làm việc chung với đội nhóm Biết tính toán, lên lên kế hoạch và biết thực hiện kế hoạch Và có thể hay thức khuya làm việc á Ừ. và có thể người này với bạn là có sự uh, làm việc chung hoặc là có thể hai người cũng rất là hợp nhau về cái mặt tư tưởng suy nghĩ người này đã từng tổn thương đã từng uh, mất mát trong quá khứ và hay nghĩ về những quá khứ đau thương tổn hại gì đó của họ ha người này mình thấy có thể là họ biết uh, sống uh, theo định mệnh Kiểu vậy, họ là một người biết uh, xác định hướng đi con đường mục tiêu phía trước Hoặc là cuộc sống của người này cũng đang có những cái sự thay đổi khá là lớn Người này uh, thì mình thấy có thể là họ cũng có những cái vấn đề liên quan đến bao tử dạ dày rồi đó ừ. Ngoài ra có thể hai bạn khi mà quen nhau có thể là chưa có gặp mặt Có thể là như mình nói là yêu xa, quen xa Cái tượng này thì mình thấy họ là một người luôn nói lên sự thật họ có sự rõ ràng ha cho sự chính trực và họ là một người có sự cân bằng à, và họ có sự gọi là khá là tử tế hoặc họ làm việc liên quan đến hồ sơ pháp lý người này rất là yêu động vật yêu môi trường yêu thiên nhiên cây cỏ họ có đạo hoặc họ hay cầu nguyện với mẹ maria ừ, hoặc họ hay cho người khác một cái tình yêu vô điều kiện người này họ có sự mở rộng trái tim để biết chia sẻ quan tâm và giúp đỡ ha. Cái người này họ yêu các bạn rất là sâu sắc đậm đà rất là nhiều và họ còn tính đến tương lai với các bạn nữa người này họ bị thu hút bởi cái vẻ đẹp thần thái khí chất cũng như là cái sự bí ẩn sự thông minh sự giỏi giang sự tràn đầy cái nhiệt huyết học thức của các bạn sự tỉnh táo của các bạn đây mình thấy thể là cái người này họ sẽ là người chủ động đem đến cho bạn cái giá trị hoặc muốn có sự đầu tư cái tình yêu này nhưng mà cái người này họ cũng cân bằng giữa tình yêu và công việc. Người này họ cảm thấy bạn là người khá là lý trí ha, khá là thông minh và có sự sáng suốt và hay phân tích vấn đề. Và có thể họ có sự theo đuổi các bạn, họ có thể tương tư các bạn ngay lúc đầu à, và có thể họ cũng sẽ phải tốn công sức để có thể cưa cảm được các bạn. Rồi à, để mình xem coi đối với những bạn nam xem trả bài thì tình yêu to đùng đang đến với bạn là ai đây là một người rất là miệt mài với công việc của mình rất là siêng năng chăm chỉ và họ có thể đã từng trải qua giai đoạn của sự mất mát hoặc là thất thoát thiếu hụt họ rất là sợ nghèo ha hoặc là sợ thiếu hụt tiền bạc cho nên họ luôn cố gắng nỗ lực từng ngày người này họ có thể là một người ở trong có thể là có nhiều bạn bè ha hoặc ở trong một cái hội đoàn nào đó mà có một cái cộng đồng riêng vân vân họ là một người đã từng trải qua rất là nhiều những thử thách những tổn thương những đau đớn những bất lực những sự tan vỡ tuy nhiên thì thông qua những điều đó họ lại càng trở nên mạnh mẽ hơn cứng cỏi hơn thông minh hơn và chiến thắng thành quả của họ rất là cao và họ cũng được rất là nhiều người ngưỡng mộ về cái tài năng của họ người này với bạn có thể là từ bạn bè đi lên hoặc có sự quen biết nhau trong một cái cộng đồng nào đó ở đây đây là một người có thể họ hay nhận được những cái dấu hiệu những giấc mơ những hướng dẫn từ thiên đường gửi xuống ừ. có những giấc mơ tiên tri họ thích sự hòa bình họ không có thích sự gọi là tranh cãi đấu đá mệt mỏi họ rất là cá tính ha người này họ có quyền năng có khả năng gọi là thu hút những điều họ mong muốn cho hành sự thật á ừ. hoặc họ có khả năng là bạn thu hút họ vào trong cuộc sống của bạn hoặc là họ thu hút bạn vào trong cuộc sống của họ đây là một người rất là đáng tín nhiệm rất là đáng tin cậy hoặc họ có những cái người bạn khá là tốt hoặc đối với họ thì các thiên thần là bạn của họ đó người này họ mang cái nguồn năng lượng của sự bảo vệ ha hoặc họ được các thiên thần bảo vệ được ơn trên soi sáng dẫn dắt ừ. hai người này có những tổn thương có những cái tan vỡ trong tình cảm nhưng mà đó chính là sự bảo vệ của thần thánh dành cho họ thấy là như vậy và luôn hỗ trợ để họ có thể là thành công trên bước đường tương lai ha. người này khi mà gặp bạn họ đang cố gắng tập trung vào công việc của mình giải quyết mọi thứ một cách cân bằng và đây là một người họ có thể là họ có sự cũng vui tính hài hước đó ừ. à, tuy nhiên trong mối quan hệ này bạn là cái người chủ động đó. còn họ họ sẽ là cái người xem xét quan sát cái cách bạn chủ động ra sao để có thể đón nhận tình yêu này hay không bởi vì họ có rất là nhiều cơ hội nhiều sự lựa chọn ở đây hoặc là đối với họ có thể là lúc mà gặp bạn đó, thì công việc là chính yếu là quan trọng nhất ừ ngoài ra thì mình thấy cái mối quan hệ này dường như là bạn phải hầu như là cái người này họ sẽ quan sát các bạn chủ động như thế nào bạn sẽ tỏ tình ra sao hoặc là hành động bạn có thực hiện lời hứa hay không vân vân thì họ mới kết nối tình yêu nha người này có thể là họ ở trong cái trạng thái quan sát xem xét rồi đưa ra quyết định rồi có nên tiến hay nên lùi trong mối quan hệ này kiểu vậy bạn là cái người sẽ quyết định tình yêu này có thành công hay không là do cái cách hành động cách ứng xử cách gọi là theo đuổi của các bạn Nhìn thấy như vậy và có thể trong mối quan hệ này bạn với họ có sự lời hứa với nhau nhờ đi chơi du lịch gì đó thì có thể họ có sự khi sự gọi là um, kiểu uh, bình tĩnh kiên trì kiên nhẫn để chờ đợi các bạn có sự đầu tư hoặc là có sự hy sinh trong cái việc gọi là chờ đợi um, để bạn có thể thực hiện lời hứa của mình À, ở đây trong mối quan hệ này thì có khoảng 7% một số bạn hết sức cẩn thận coi chuẩn bị bắt cá hai tay Đặc biệt là các bạn nữ đó, cho nên hết sức tỉnh táo Để chọn ra cái người đúng cho mình Bởi vì các bạn có nhiều sự lựa chọn ở đây Thật là trong cái câu chuyện tình yêu này thì mình thấy có thể các bạn cần phải có sự rõ ràng, minh bạch với nhau ở lúc ban đầu tránh có những cái sự hiểu lầm kiểu như là các bạn không có nói thật nói rõ thì có khả năng là có sự hiểu lầm với nhau rồi mâu thuẫn ừ, còn nếu như các bạn có sự rõ ràng chân thật chân thành thì có thể tình yêu này nó có thể sẽ được nâng cấp hoặc là bước vào cái giai đoạn của sự à, thăng hoa ha, kết hợp hoặc là có thể là trong mối quan hệ này là các bạn cũng phải có những chuyến đi hành động với nhau đi du lịch với nhau hoặc có sự kết nối là hoặc là xung hợp đoàn tụ với nhau ở đây À, ngoài ra thì có thể là các bạn nam phải giải tỏa tâm lý tinh thần cho các bạn nữ để cho người ta cảm thấy an toàn khi yêu ha tránh có những cái hành động gì đó mà gọi là bí ẩn bí mật thì người ta không có thích ừ. à, một số bạn có thể là quen qua mạng cho nên là hết sức cẩn thận coi chừng gặp lừa đảo ha lừa tiền lừa tình hoặc là lấy hình của người khác để lừa các bạn đó cho ừ. nên là các bạn càng khôn ngoan càng sáng suốt các bạn càng cẩn trọng các bạn càng không dễ bị thao túng không có dễ bị lừa các bạn nữ nên yêu thương chính mình các bạn đừng có sự gọi là uh, kiểu uh, mất cân bằng dành cho đối phương nhiều quá nhiều tình cảm ha có sự gọi là hy sinh quá nhiều đầu lụy quá nhiều thì có khả năng cái người đau là các bạn nha cho nên bạn nữ càng yêu thương bản thân bao nhiêu càng lý trí càng tỉnh táo càng sáng suốt bao nhiêu thì bạn càng hạnh phúc bấy nhiêu thì cái đối phương tượng của bạn càng bị thu hút bấy nhiêu à, còn các bạn hy sinh nhiều quá thì coi chừng các bạn sẽ bị cạn kiệt năng lượng kiệt sức hoặc là hy sinh không có đúng người Ở đây các bạn được khuyến khích hãy để cho mọi thứ nó diễn ra một cách tự nhiên nhất ha, đừng có kiểm soát gì hết, để từ từ mọi thứ sẽ đến thôi. hiện tại các bạn nên cho bản thân của mình không gian tĩnh lặng bình yên hoặc là có một số bạn có khả năng là đang có sự uhm, có thể hai người khi kết nối với nhau rất là thích ở những cái nơi không gian yên tĩnh dành cho nhau. À. Very soon những người này họ sớm họ đang sớm đến với các bạn rồi đó. Wow, cái mối quan hệ này có thể là sẽ tiến đến engagement uh, ha, tiến đến gọi là kết hôn cam kết với nhau nè. Và hai bạn có thể là có sự tán tỉnh tỏ tình như lúc ban đầu rất là nhiều wedding. Wow. Cái trái bài này khá là đẹp so với hai trái bài trước ha. Số bạn có thể gặp được đối tượng kết hôn. À, hoặc là ở đây có một số bạn có thể là gặp đối tượng mà họ đã ly dị hoặc là cẩn thận như mình nói lúc đầu khoảng 3% gặp cái đối tượng 3 đến 7% những đối tượng đã có gia đình rồi cho nên là hết sức cẩn thận và sáng suốt. À, có thể trong tình yêu của các bạn các bạn được cái thiên thần bảo vệ Ừ. cho nên là khi mà tình yêu của bạn đôi khi nó có khả năng có những cái vấn đề gì đó nó diễn ra một cách bất ngờ của sự tan rã thì hãy biết đó là sự bảo vệ nha à, một số bạn ở đây có thể là các bạn như mình nói có thể là một số bạn đã ly dị hoặc các bạn cũng rất là muốn tiến đến hôn nhân tại ừ. là bạn rất là thích những cái chiếc dòng hoặc là những cái uh, chiếc cham hoặc là thích uh, những cái vật dụng mà điêu khắc tỉ mỉ kỹ xảo ừ. số bạn thích uh, À, thích ngắm cảnh hoặc là hai bạn có sự theo dõi nhau ha quan sát nhau và có thể một vài bạn các bạn làm trong lĩnh vực tâm linh tinh thần hoặc là bạn uh, thích xem phim về uh, phép thuật rồi đó vân vân một số bạn thì hơi nóng tính à ngoài ra thì mình thấy có thể là các bạn rất là thích uh, bé trai ha, hoặc là một số người có con riêng trước đó hoặc là một số bạn nam ở đây có thể là trẻ hơn tuổi á. Ừ, một số bạn có thể năng là kiếm được tiền rất là tốt hoặc là biết tiết kiệm tiền À, ngoài ra thì có thể là các bạn là cái người nắm giữ chìa khóa trái tim của người đó ha à, một số bạn ở đây thì rất là thích mùa đông hoặc là bạn có thể sinh vào mùa đông bạn hoặc người đó à, um, hoặc là um, ở đây thì mình thấy có thể là có một số bạn sẽ tiến đến hôn nhân vào mùa đông vào wow, là một cái nhẫn cặp nhẫn đôi nữa nè đây một số bạn có thể các bạn có sự gọi là sống xa nhau có khoảng cách với nhau ha? thường xuyên di chuyển bằng máy bay và bạn có thể là khá nổi tiếng trong cộng đồng của các bạn ừ. rồi cung hoàng đạo nói bật cho các bạn hay là của bạn của người đó song tử kim ngưu bảo bình sư tử nhân mã chữ nữ chữ cái trong tên n chữ k w chữ h chữ e chữ b phở chữ x chữ m chữ r chữ J. rồi mình xin kết thúc các bạn tụ ba ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha xin chào các bạn